Xin kính chào quý anh chị của BKTV và em là Thu Uyên. Ngày hôm nay em cùng với anh Đình Huynh sẽ cùng quay trở lại với mọi người để giới thiệu về 3 mẫu xe Vios đang có mặt tại showroom BK Hà Nội, địa chỉ số 26 đường Cầu Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Anh Đình Huynh có thể giới thiệu tới mọi người được không ạ? Ok, xin chào mọi người nhé. Em là Huynh và ngày hôm nay thì em sẽ dẫn mọi người cũng như là MC Thu Uyên rất là xinh đẹp ngày hôm nay đi khám phá và tìm hiểu một chút về 3 mẫu xe Toyota Vios đang có mặt tại cửa hàng bên em. Vios thì là một cái dòng xe có thể nói là thần thánh rồi tại thị trường Việt Nam. Thì giới thiệu ngay cho anh chị em và Thu Uyên nhé. Đây là mẫu xe được sản xuất năm 2021 và có thể nói là siêu lướt và xe mới lăn bánh hơn 8.000 km một chút thôi. Đây là bản G anh em nhé, bản G. Vios thì có 3 bản đấy, bản E số sàn này, bản E số tự động này và bản G. Bản G thì sẽ đầy đủ option nhất. Cũng như là mẫu xe này thì anh chị em có thể thấy là không khác gì xe mới, đi hơn 8.000 cây thôi. Đó. Về thiết kế thì Thu Uyên thấy chiếc xe này thế nào? Em thấy là rất ấn tượng với phần đầu của chiếc xe này anh ạ. Đúng rồi. Phần đầu xe thì đã được thiết kế lại và khá là hiện đại. Thì giải có một giải đèn led ban ngày ở trong này, cũng như là hệ thống đèn gầm thì được thiết kế nó nhỏ gọn hơn. Đấy, nhỏ gọn hơn và nhìn nó tinh xảo hơn, và kể cả hệ thống đèn chính này được chia làm 3 khoang này, thiết kế nó rất là tinh xảo, rất là đẹp. Đấy, và với mẫu xe này thì hiện tại thì cửa hàng em đang chào bán với cái mức giá là 585 triệu đồng mà thôi. 585 triệu đồng anh chị em nhé. Dạ vâng, chỉ hơn 500 triệu đồng thôi là anh em có thể sở hữu cho mình một chiếc Toyota Vios với chiếc xe ngoại hình mới cứng luôn anh chị ạ. Chiếc xe này siêu lướt và hiện tại đang có mặt tại siêu thị ô tô BK Hà Nội quý anh chị nhé. Và nếu như mà quý anh chị có thật sự đam mê với em nó thì hãy đến trực tiếp cửa hàng em để nhận được các voucher giảm giá từ 15 đến 20 triệu đồng quý anh chị nhé. Và anh Huynh ơi, chúng ta sẽ đến với chiếc xe tiếp theo anh nhỉ? Ok, một chiếc xe tiếp theo cũng là phiên bản G luôn anh em nhé, cũng là phiên bản G. Nhưng mà chiếc xe này thì được sản xuất năm 2019. Đấy, thì 2019 thì anh em có thể thấy là cái mặt ca lăng này sẽ thiết kế khác một chút với đời 2021 mình vừa giới thiệu nhé. Đấy, thì có giải đèn led ban ngày thì xe là đặt riêng nhé, nó không tích hợp chung vào bóng đèn chính. Đấy, và hệ thống đèn thì là dạng bóng chiếu, bóng bi, và cũng như là hệ thống đèn gầm thì thiết kế nó to bản hơn và nó to bản hơn so với cái form mới 2021 nhé. Chiếc xe này thì có ODO là bao nhiêu anh nhỉ? Chiếc xe này thì lăn bánh khoảng hơn 2 vạn một chút thôi. Wow, mới chỉ có hơn 2 vạn. Và em nhìn thấy chiếc xe này mới không có một vết xước nào luôn quý anh đúng chị rồi. Ạ. Thực ra là quý xe 2019 mà lăn bánh hơn 2 vạn một chút thì cũng cực kỳ là mới. Dạ. Đấy, cũng là phiên bản G anh em nhé. Phiên bản G 2019. Bác chủ xe đi rất giữ chiếc xe này luôn anh Huynh ạ. Và với chiếc xe này thì 2019 thì mức giá hiện tại cửa hàng đang chào bán chỉ là 515 triệu đồng mà thôi. Wow. Đấy, 515 triệu đồng nhé. Cũng là 500 triệu nhưng mà con số đằng sau 500 triệu, con số hàng chục nó rất là nhỏ quý anh đúng chị rồi. Ạ. Đời 2019 nhưng mà rất mới, rất xịn. Nên là nếu như quý anh chị nào có đam mê với chiếc xe này thì hãy đến trực tiếp cửa hàng tại BK Hà Nội và anh chị có thể được gia lộc thêm nếu như mà thực sự là yêu thích nó đúng không anh Huynh? Đúng rồi. Với mức giá 515 triệu đồng thì bên em vẫn hỗ trợ giảm thêm và cũng như lùi thêm, lục lá thêm cho anh chị em. Nên là chị em nào mà quan tâm thì cứ alo qua số hotline của bên em thì bên em sẽ tư vấn cho anh chị và có thể ưu đãi một cái mức giá ưu đãi nhất cho anh chị em nhé. Và không chỉ vậy đâu, khi đến với BK Hà Nội, nếu mua xe mà anh chị hiện tại bây giờ tạm thời chưa đủ tiền thì bên em còn có hỗ trợ trả góp lên tới 70% luôn nữa anh chị ạ. Xe lướt mà lại còn hỗ trợ trả góp thì anh chị có thể thấy được rằng là bên em uy tín như thế nào đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chiếc xe Vios thứ 3 đang có mặt tại showroom BK Hà Nội anh Huynh nhỉ. Chiếc xe này thì có ngoại hình ở phần đầu cũng rất là ấn tượng anh Huynh ạ. Anh Huynh có thể giới thiệu cho mọi người được không ạ? Chiếc xe này thì cũng giống như chiếc đầu tiên nhưng mà sẽ là bản số sàn đời 2021 anh em nhé, lăn bánh đâu đó cũng hơn 2 vạn một chút. Đấy, thì bản số sàn thì cái hệ thống đèn thì nó sẽ kém hiện đại hơn so với cái bản số tự động bản G mà mình giới thiệu ở đầu clip. Đấy, thì hệ thống đèn là bóng chiếu halogen thôi và không có cái giải đèn led ban ngày này. Nhưng mà hệ thống đèn gầm thì vẫn thiết kế y hệt nhau nhé, rất là đẹp. Đó, nó sẽ bớt hiện đại hơn một chút ở cái phần hệ thống đèn chính thôi. Còn lại thì phiên bản số sàn này thì sẽ rất là phù hợp cho những anh em nào mà đang tìm kiếm một mẫu xe để có thể kinh doanh, dịch vụ thì rất là ok, bởi vì xe số sàn thì đi nó sẽ khỏe xe và cũng như là tiết kiệm hơn rất là nhiều. Đó, với mức giá thì nó dễ chịu hơn mẫu xe số tự động rất là nhiều. Bên cửa hàng đang chào bán là
490 triệu đồng và có thương lượng, có gia lộc thêm cho anh em nhé. 490 triệu đồng ạ. Tuy nó chỉ có hơi một xíu điểm hạn chế hơn so với phiên bản số tự động thôi, nhưng nó bù lại rất nhiều những điểm mà anh em cần lưu ý, cần chú ý để khi mà đến rước em nó về. Nó quá nhiều những điểm thuận lợi để anh em có thể yêu thích nó, đúng không? Đúng rồi. Thì khi mà chúng ta tìm kiếm một mẫu xe để kinh doanh thì chúng ta cân đối cái tài chính chúng ta bỏ ra ban đầu ấy. Thì với mẫu xe này thì sẽ đáp ứng rất là tốt, mức giá nó hợp lý. Chi phí ban đầu bỏ ra rất là tốt, và cũng như xe 2021 thì cửa hàng vẫn hỗ trợ ngân hàng đâu đó khoảng 70%. Anh em chuẩn bị đâu đó khoảng hơn 150 triệu đồng một chút là có thể mang xe về để có thể để kinh doanh và kiếm thu nhập. Đó, một cái, và cái lãi suất ngân hàng thì rất là hợp lý, và thủ tục pháp lý thì cửa hàng sẽ lo cho anh chị em một cách làm sao nhanh gọn lẹ nhất có thể cho mọi người. Ngoài thủ tục ngân hàng mà bên em có thể lo giúp cho các anh chị, thì ở bên phía Bica Hà Nội chúng em có cam kết khi các anh chị đến mua xe của bên em. Vậy thì năm cam kết đó là gì, anh Huynh có thể giới thiệu cho mọi người được không ạ? Không kể riêng ba mẫu xe này nhé, vì cửa hàng bên em thì đâu đó từ 50 đến 70 đầu xe, thì cái chất lượng đầu vào bên em rất là khắt khe và sẽ đảm bảo cho anh chị em. Cam kết là bao gồm là xe không tai nạn, đâm đụng ảnh hưởng đến kết cấu gầm bệ này. Thứ hai là không đại tu máy. Thứ ba là không ngập nước thủy kích. Và cuối cùng là pháp lý của xe. Đấy là không tranh chấp, không cầm cố. Và bên em sẽ cam kết luôn là xe không bị phạt nguội trước khi mà đến tay khách hàng. Đấy, nên anh chị em cứ yên tâm. Và những cam kết trên thì bên em sẽ cam kết bằng văn bản có giá trị pháp lý cho anh chị em nhé. Dạ vâng, đó là những điều mà chúng em từ tâm chúng em và mong muốn rằng là gửi tới các anh chị để các anh chị có thể yên tâm khi đến với Bica Hà Nội. Và hy vọng rằng là em cũng như là anh Đình Huynh có thể sớm gặp mọi người ở Bica này mọi người nhé. Và bây giờ thì em cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip suốt từ đầu đến giờ. Anh Đình Huynh có lời gì muốn nói tới quý vị khán giả trước khi chúng ta kết thúc video được không ạ? Cuối cùng thì em thay mặt Bica Hà Nội và xin được gửi lời cảm ơn đến anh chị đã theo dõi ủng hộ kênh của bên em, và chúc anh chị em có thật nhiều sức khỏe, công việc thì thuận lợi và sớm tìm được một mẫu xe ưng ý nhất. Và em Đình Huynh và em xin Thu Huyên xin phép được dừng clip tại đây, và xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo ạ. Xin chào.